Xin chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với cơm loa xứ Dung Lê. Trong buổi trưa hôm nay em sẽ quay bán cái lô xứ Gin này anh chị. Thì cái loại này là cây xứ Gin chi nhánh của mình anh chị. Thì clip này em sẽ giới thiệu là 13 cây được em đánh số từ 1 đến 13. Anh chị mình đi thích cây nào thì mình cứ liên hệ trực tiếp với đặt hàng. Số điện thoại đặt hàng là số 0702727998 nha anh chị. Thì loại này bên em sẽ giao tối thiểu là từ 2 cây trở lên. Nó giao từ 2 cây nha anh chị. Cây giao là sẽ đỡ nguyên chậu như thế này. Phí ship là bên người mua chịu nha anh chị, bên em không bao ship nha anh chị. Rồi, đầu tiên là cây số 1. Cây số 1 là cây giống hoa T1. Cây này đang có hoa sẵn luôn nha anh chị. Đây, giống hoa T1 của mình. Thì nó sẽ nở ra 3 lớp hoa như thế này, màu đỏ nha chị, màu đỏ chạy chỉ viền trắng phía ngoài. Bông này thì nó bị thiếu một lớp nha chị, nó bị lép một lớp nè. Đó, đằng sau thì nó nở đúng 3 lớp nha. Còn này nè, nó đang nở 2 lớp ha, còn bên đây lớp này nó bị trong này bị hư nè, nó bị lép đó. Cây màu đỏ nha chị. Rồi cây này chiều cao của nó thì tầm khoảng 28 đến 30 cm nha chị. Giống hoa T1 ha, cây mã số 1 này giá 100 ngàn. Cây 1 T1 100 nha chị. Rồi tới cây số 2. Đây cây số 2 màu hồng nha chị, nó màu hồng trắng ha, hồng trắng với tím tím nha. Cây này thì giá của nó là 101 nha chị, đang có hoa sẵn luôn. Đây hoa kép nha. Đó, hoa kép ha. Lên cái màu rất là dễ thương luôn. Chiều cao á thì nó tầm khoảng là 30 cm nha chị. Nó lên được 2 thân luôn ha. Giá cây số 2 này là giá 101 nha chị. Đang có hoa sẵn luôn. Tới cây số 3. Cây số 3 thì giá 150 nha chị. Cây này cây rạng đông ha. Cây vàng rạng đông. Cây này thì nó cũng lên được 2 thân luôn. Chiều cao thì nó tầm khoảng là 30 cm. Đây, đây là mặt qua của nó nè anh chị. Rồi, sẽ ra màu vàng như thế này ha anh chị. Nó màu vàng qua kép 3 lớp nha anh chị. Giống qua rạng đông. Màu này thì nó hơi phai bớt rồi nha anh chị. Nở lâu rồi nó sẽ phai xuống màu bớt rồi. Rồi, cây vàng rạng đông ha. Cây số 3 giá 150 ngàn. Lên 2 thân ha. Tới cây số 4. Cây số 4 này giá 80 ngàn nha anh chị. Cây này qua của nó sẽ ra cái màu tím đỏ ha. Tím đỏ hồng như thế này. Giống này là giống bông với 13 nha chị. Đây, nó đang có cái bông nhỏ nè. Đó, cây thì nó cũng lên được nhiều nhánh ha. Nó lên được 3-4 ngọn nha chị. Rồi, mình chuyển qua cây số 5 nha chị. Cây số 5 là cây Phương Lâm Hoàng. Đây, đây cây Phương Lâm Hoàng của mình. Đang có nụ sẵn nè chị. Cây này thì sẽ lên cái màu vàng cam ha. Qua kép luôn. Nó đang có nụ sẵn cho mình. Chiều cao cây này á, thì nó tầm khoảng 25 cm. Lên rất là nhiều nụ nha anh chị. Cây số 5 là giá 101 ha. Giống Phương Lâm Vàng. Đó, mã số 5 nha anh chị. Phương Lâm Vàng 101. Tới mã số 6. Cây mã số 6 là giá 100 nha anh chị. Cây mã số 6 này thì nó cao nha. Mã số 6 này thì nó cao khoảng 45 cm. Giống hoa của nó là Ngọc Diễm nha anh chị. Giống hoa này Ngọc Diễm ha. Đang hoa này 5 cánh một lớp nha. Thì sẽ lên cái màu trắng hồng như thế này nè anh chị. Giống này thì rất là xa bông luôn nha anh chị. Đó, nó được hai cái bông sẵn ha. Rồi cây này lên như thế này. Cây lên thẳng nha, lên cao nha. Giá 100. Tới cây số 7. Cây số 7 là cây Lạc Long Quân. Cây này giá của nó là 130 nha chị. Cây này giống Lạc Long Quân ha. Đang có hoa sẵn nè chị. Mới nở thì nó sẽ ra cái màu này ha. Màu hồng có gân đỏ nè chị. Đó. Nó lâu thì nó sẽ ra cái màu này. Nó sẽ hồng hơn nha chị. Nó qua trên cùng một cây nha. Rồi thì qua nó sẽ như thế đó. Rồi cây này lên tàn được nhiều ha. Cây này giá của nó là 130 ngàn nha chị. Cây Lạc Long Quân. Mã số 7. Tới mã số 8 nha chị. Mã số 8 thì cây này giá 150. Cây này là cây Lưỡng Nghi. Cây Lưỡng Nghi của mình nha chị. Đó Lưỡng Nghi. Đang qua cây này qua 5 cánh nha. Qua của nó sẽ ra màu đỏ cam vàng như thế này. Cây này thì phân tượng rất là nhiều. Chiều cao thì tầm khoảng 44-45 cm luôn. Đó, cây số 8 này. Đó, lên rất là đẹp nha anh chị. Cây này mình về mình chơi rất là ok nha. Cây này giá 150, giống qua Lưỡng Nghi. Tới cây số 9. Cây số 9 thì giá 130 nha anh chị. Cây này là cây Kim Anh. Cây Kim Anh. Đây, cây này sẽ ra cái màu hoa vàng cam gân đỏ ha. Đang có cái nụ sẵn nè. Hoa vàng cam gân đỏ, hoa kép 3 lớp luôn. Chiều cao cây này tầm khoảng 35 cm.
mã số 9.3 nha chị, giống Kim Anh. Tới mã số 10, mã số 10 thì cây này giá 1.6 nha chị. Cây này là cây lưỡng nghi ha, nó trùng với cây số 8 nha chị. Nó giống hoa lưỡng nghi. Cây này thì nó có sen bẹ sen hô nó đang lên tược luôn anh chị. Đó, cây này lên khá đẹp nha. Hình cái quạt ha. Đó, rất là nhiều nhánh luôn. Chiều cao cây này á thì tầm khoảng là 30 cm. Nó chiều cao khoảng 30 nha chị. Cây này em bán 160.000 ha, giống hoa lưỡng nghi. Như hình cái quạt ha. Rồi tới cây số 11. Cây số 11 là cái cẩm hạch ngọc ngăn nha chị. Cây này lên lá cẩm hạch ha. Nó lên lá cẩm hạch như thế này. Tên của nó là cẩm hạch ngọc ngăn nha chị. Cây này lên bông đơn ha, bông màu đỏ như thế này, đang có khác nè. Đó, màu đỏ ha. Rồi, bông đơn. Cây này chủ yếu chơi lá phong thủy thôi. Cây này cũng lên tàn được nhiều luôn, giá 120 ha. Chiều cao thì tầm khoảng 30 cm. Cẩm hạch ngọc ngăn nha chị, 130. Tới cây số 12 ha. Cây số 12 là cây hồng găng. Cây này giá của nó là 120. Cây này chiều cao thì tầm khoảng là 45 cm nha chị. Đó, khoảng 45 cm nha. Lên cái hoa màu hồng găng ha, giá 120. Tới mã số 13, giá 50 nha chị. Cây này cây tím than. Cây này thì khoảng 25 luôn, chiều cao khoảng 25. Hoa của nó sẽ ra màu tím hai lớp ha, lên nụ đỏ nha anh chị, nụ đỏ như thế này ha. Khi nở thì nó sẽ ra màu tím như thế, hai lớp hoa, giá 50. Rồi, clip sẽ giới thiệu là 13 cây nha chị. Anh chị mình yêu thích cây nào á, mình cứ liên hệ trực tiếp để đặt hàng. Những anh chị mình lần đầu tiên xem kênh á thì mình nhớ nhấn đăng ký ủng hộ kênh nha anh chị. Qua Tết thì bên em sẽ lên rất là nhiều hàng luôn. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.